Hai Giang chào mọi người nha. Chào mọi người trở lại video nấu ăn của Giang nha mọi người. Hôm nay thì Giang sẽ làm là combo 5 món nha. Đó, món gì thì Giang mời mọi người cùng xem hết video của Giang nha mọi người. Đó, cũng lại là cái khung cảnh quen thuộc nha mọi người. Sông Mạch Đằng Bình Dương. Cái này có mấy đứa em nó câu cá mọi người. Thì còn thằng nữa đâu rồi? Hả? Trời ơi, đi lên mày nấp dưới lục bình nó không được rồi nghe, nguy hiểm chứ hả? Nó tôi hồi mày lặn cái đó mày tùi lên không được á. Lại đi mấy đứa ở đâu đây, mấy đứa nó đâu mọi người? Thôi thôi không để mất thời gian mọi người nữa, thì đi vô bếp làm món ăn thôi mọi người ơi, chọc mấy đứa nhỏ xíu. Thì thành phần nguyên liệu để nấu combo 5 món hôm nay thì Giang cũng có chuẩn bị sẵn rồi nha mọi người. Đó, Giang cũng có chiên sụn gà sẵn rồi. Phần đây là ớt hiểm để nấu gà tìm ớt hiểm nha. Gà thì Giang cũng chiên sẵn rồi, ớt thì cũng chiên sẵn rồi, trứng gà thì cũng chiên sẵn rồi. Phần đậu hũ bên đây thì Giang không có làm món đậu hũ nha, tại Giang để cho nó đẹp mắt vậy á. Thôi bây giờ không để mất thời gian mọi người nữa, bây giờ Giang sẽ đi nấu đây nha. Cái món đầu tiên thì Giang sẽ nấu là gà tiềm ớt hiểm nha mọi người. Thì gà này thì Giang sẽ nấu số lượng là một con gà mà chia là hai nồi nha. Giang sẽ đi phi hành tím nha mọi người, rồi mình sẽ phi lên cho nó thơm nha. Thì Giang làm video này nó cũng hơi lung lắc á, mọi người xem video mọi người cũng thông cảm giúp Giang nha. Thằng gà này thì Giang chiên chín tầm độ 70-80% á mọi người. Đó, xong thì mọi người chuẩn bị cái phần la ghim như cà rốt nè, bắp nè, kỷ tử và ớt xiêm xanh. Rồi xào mình bỏ vô mình xào chung lên nha. Gà tiềm thì bắt buộc mình phải chiên lên nha mọi người. Tại vì gà này là chia hai nầu nên là Giang sẽ chặt ra thành từng miếng vừa ăn. Thường thường cái món gà tiềm ớt hiểm này là mình để nguyên con luôn, nhưng mà nhiều khi khách nó sẽ yêu cầu là mình sẽ chặt ra nha. Gia vị nêm nếm thì Giang sẽ nêm nếm là dầu hào nha mọi người. Dầu hào thì Giang cho là hai vá lẩu nha. Tiếp nữa thì hắc xì dầu. Hắc xì dầu để tạo màu thì Giang sẽ cho là hai muỗng ăn canh á. Nước tương thì Giang sẽ cho là hai vá lẩu luôn. Đường thì Giang sẽ cho là hai muỗng. Bột ngọt thì Giang sẽ cho là một muỗng nha. Rồi. Tiếp tục thì Giang sẽ xào lên một xà phát nữa cho nó thơm, xong rồi Giang sẽ cho nước nha mọi người. Nước thì Giang sẽ cho là 6 vá nước nha. Mọi người thường hay thắc mắc hỏi Giang là một cái vá này là tỷ lệ bao nhiêu ml nước. Thì Giang không biết bao nhiêu ml nước, nhưng mà Giang múc một vá nước rồi lên Giang căng là 3 lạng nước đó mọi người. Đó, sôi lên thì nêm nếm vừa ăn thì Giang sẽ múc ra nồi lẩu luôn nha. Gà thì Giang hồi nãy Giang chiên cũng chín 70-80% rồi. Món này thì ăn kèm với 5 loại nấm nha mọi người. Nói chung là nấm đông cô nè, bào ngư nè, đùi gà nè, kim châm rồi đó. Thêm vô một ít cải thảo nữa. Đó, anh chị nào muốn ăn rau gì thì mình cho thêm nha. Rồi đã xong cái món là gà tiềm ớt hiểm nha mọi người. Giang nấu ở đây là theo dạng như bình dân nha mọi người. Nó không có tốn kém, nhưng nguyên liệu nó ít, nó không có tốn kém nhiều. Tại vì quán chỗ Giang làm thì quán nhỏ mọi người. Mình nấu sao mà cho cái nguyên liệu nó vừa đủ để mình bán cho nó có lời á. Rồi xong ở đây thì Giang sẽ đi làm tiếp nữa món là cơm chiên tỏi tùm tấn nha mọi người. Giang cho tỏi xay và tỏi củ vô mình phi lên nha, cho ít màu điều để tạo màu. Xong rồi Giang cho cơm vô. Cơm này thì Giang đã sấy qua trứng sẵn rồi, để lúc nào khách ăn thì mình chỉ múc ra mình chiên giống như Giang đang làm vậy đâu mọi người. Thì lắc lên cho nó nhanh, chỉ cần lắc cho nó nóng cơm, mình cho hành ngò vô nữa là được nha. Hôm nay thứ bảy mọi người, tương đối thì khách bữa nay cũng đông đó mọi người. Quán Giang thì tầm độ 30 bàn thì hôm nay khách cũng đông lắm. Giang cũng tranh thủ cố gắng chia sẻ một xíu video cho anh chị mình và mọi người xem giải trí nha. Giờ cơm nóng Giang cho hành xong rồi, giờ Giang sẽ cho ra dĩa nha mọi người.
Rồi bây giờ Giang sẽ trùm cái trứng này lên. Trứng hồi nãy Giang cũng có chiên sẵn này lúc chiều. Tại vì nếu mà mình không chiên sẵn thì làm nó mất thời gian mọi người. Tiếp nữa là món sụn gà nha. Sụn gà cháy tỏi nha mọi người. Thì cái dầu này mọi người thấy đen đen chứ không phải là dầu đen, Giang sử dụng dầu đen nha. Dầu đó là hồi nãy là Giang chiên sụn gà với ớt rồi đó, nó ngả màu thôi chứ không phải là dầu đen nha. Phi một ít tỏi xay vào tỏi cũ. Cái phần cháy tỏi thì mình phi hơi nhiều xíu nha. Xong rồi Giang sẽ cho cái phần nước mắm. Nước mắm mà Giang nấu sẵn. Tỷ lệ đường 1:1 nha mọi người. Coi Giang có video làm rồi. Xong cái phần sụn gà thì Giang sẽ bỏ vào đây. Giang sẽ lắc qua cái phần tỏi với nước mắm cho nó thấm đều được nha. Một tí nữa ra ngoài thì tiếp thực nó sẽ rắc thêm là tỏi phi lên nữa nha mọi người. Tăng thêm độ thơm nha. Cái món sụn gà này câu vậy chứ ăn ngon lắm mọi người. Ăn nó giòn giòn, mặn mặn, giòn giòn, ngọt ngọt, đã lắm. Và thơm mùi tỏi nữa nha. Rồi tiếp nữa xe qua đây thì món là ếch núp lùm nha mọi người. Ếch núp lùm này thường thường thì ếch thì có chiên tẩm qua bột nữa. Nhưng mà hôm nay thì Giang không có tẩm bột là lý do là khách nó không yêu cầu. Nó không yêu cầu ăn bột nên là Giang không có tẩm. Giang cho một ít hành tây, gốc hành tỏi nè. Ít màu điều để tạo màu nha. Rồi mình xào lên cho nó chín cái phần hành tây gốc hành nha mọi người. Rồi cho phần nước mắm nấu sẵn vô luôn. Đó, ớt thì Giang đã chiên sẵn rồi, giờ mình chiên cho nó nóng lên và giòn lại nữa là mình lắc ra thôi nha mọi người. Thì cái món này ớt núp lùm hay là ớt chiên sả này nói chung là nó công đoạn nó khó nhất là quan trọng là cái sả mọi người. Đó, cái sả thì mình đập sả, mình bào sả ra sợi sợi mình chiên lên nó rất là lâu. Còn cái ớt này mà mình làm theo giống như Giang đang làm này nè, nó sẽ nhanh nha. Rồi đây nè mọi người ơi, cái sả, cái này Giang đang nói cái này nè. Cái này là làm lâu nhất nè. Cái sả chiên giòn nè, mình sẽ bạc sợi sợi ra lúc trước rồi Giang cũng có video làm đăng lên đây cho mọi người xem đó. Sả này chiên giòn bỏ vô keo đậy nắp lại nha mọi người. Ăn mình ăn kèm với cái ếch á nó sẽ giòn giòn và thơm thơm nha. Rồi mình sẽ trùm lên cái phần ếch vậy là được nha. Món này là món cũng đơn giản và bình dân. Nhưng mà làm hơi bị kỳ công á mọi người. Rồi món thứ tư là món mì xào bò nha mọi người. Mì xào bò thì hôm bữa trước Giang cũng có video hướng dẫn rồi. Hôm nay thì Giang sẽ làm combo nguyên một cái đoạn clip dài luôn cho mọi người xem như vậy nè. Thì một cái tỏi lên xong rồi Giang sẽ cho phần bò vô nha. Rồi mình sẽ xào lên. Chứ mọi người hay thắc mắc cái Giang hỏi mì xào bò mà tại sao không xào mà để cái bò riêng mà xào vậy nó dai. Không phải mình xào dai mọi người. Bò dai hay là bò không dai là do cách mình chọn lựa bò ngoài chợ mình mua nha. Đó chứ không phải là do cái bò miếng bò nó mình xào nó dai nha mọi người. Đó mình cắt mỏng. Bò mình mua ngoài chợ mềm về mình xào thì đường nào Giang nói thật sự với mọi người là nó cũng mềm hết. Đó. Xong rồi Giang cho phần nước sốt xào đa năng á mọi người. Video trước thì Giang có hướng dẫn rồi. Tiếp nữa thì Giang sẽ cho phần bông cải với cà rốt vô. Để hai cái phần nguyên liệu này nó lâu chín nha. Rồi xong xuôi thì Giang cho cải thìa với cải thảo vô, cho tiếp là càng tây. Mình lắc lên nó chín. Cái khâu này mới quan trọng nè, canh làm sao mà cho cái rau mình nó chín vừa tới nha mọi người, còn độ giòn. Rồi nước nữa, phải canh lượng nước vừa đủ nữa. Nó vừa nước vừa cạn cạn lại thì mình sẽ cho cái phần mì này vô nha. Rồi quấy lên. Xào lên cho cái phần nước nó thấm đều qua bên cái cọng mì là được nha mọi người. Cho nó nóng lên là được. Cái khâu mình canh nước nó quan trọng. Nếu mà anh chị mình canh nước mà nó còn dư á thì mình phải múc ra nha. Để thôi mình thả cái mì vô mình xào lên là nó sẽ bị nhão nha mọi người. Nhão cọng mì thì ăn nó sẽ bị bở hơn, nó không ngon. Hôm bữa trước rồi Giang, cái gì Giang cũng hướng dẫn á mọi người. Kể cả trụng mì Giang cũng có chia sẻ rồi luôn á. Thì Giang làm video nhiệt tình lắm anh chị. Nếu mà anh chị nào có xem video em lâu dài thì anh chị sẽ hiểu thôi. Em chia sẻ từng cọng mì, từng cọng rau luôn, từng như thế nào luôn. Nhưng mà cũng có nhiều bạn khác vô bình luận là chê Giang nấu ăn thế này thế kia mà cũng vậy chia sẻ lên mạng nữa. Thì mấy cái điều đó thì Giang không nói tại vì đam mê của Giang là làm video mọi người. Nói chung là video rồi cũng kiếm thêm phần thu nhập nhỏ nhỏ, mình cũng nuôi sống gia đình và bản thân thôi. Tiếp nữa thì món là mì xào hải sản nha mọi người. Mì xào hải sản thì cũng giống như mì xào bò hồi nãy thôi. Mình cũng cho phần hải sản vô, tỏi phi lên, hành tím với bông ở hành tím với bông cải với cà rốt rồi đó. Rồi mình xào lên thôi. Thì cái phần mực với tôm với cá viên này Giang đã trụng qua nước sôi sẵn rồi. Nên mình bỏ vô mình xào rất là nhanh nha. Xào canh sao cho nó chín cái bông cải với cái cà rốt là được nha mọi người. Nước thì mọi người nhớ cho, thấy ông Giang làm không?
cho lượng nước vừa đủ và sạch sạch thôi. Xong rồi Giang sẽ cho là cải thìa với cải thảo vô nha. Xào cho nó thấm đều qua thì xong rồi Giang sẽ tiếp tục cho là cần tây nha mọi người. Đó, cần tây. Đó, cần tây thì Giang sẽ cho vô sau để cho nó có mùi thơm mạnh mẽ hơn và ngon hơn nha. Đó, mình canh sao cái lượng nước nó vừa thôi nha. Rồi bây giờ Giang sẽ cho mì vô giống như nãy vậy thôi. Rồi và đảo đều lên cho cái phần mì nó sẽ thấm qua nước. Thì mình sẽ múc ra dĩa thôi, nó cũng đơn giản. Cái này là Giang xào số lượng một dĩa nha mọi người. Mình mà xào số lượng mà 4-5 dĩa lên thì bắt buộc mình phải để riêng hải sản đồ mì đều phải xào riêng nha. Xào chung là nó khó lắm, nó mất thời gian. Còn đây là khung cảnh ở ngoài quán nha. Rồi mọi người thích video thì cho Giang xin một like và một đăng ký kênh phía dưới nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.